Hồi 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 4 năm 2021, Công an huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên phối hợp với phòng 2 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt giữ thành công đối tượng Trần Thị Tuyến, sinh năm 1960, có hộ khẩu thường trú tại khối 4A, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên theo quyết định truy nã số 04 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an sau 17 năm lẩn trốn tại Trung Quốc. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, tăng cường rà soát các đối tượng lao động ở Trung Quốc về Việt Nam khi dịch COVID-19 bùng phát, Công an huyện Tuần Giáo đã đẩy mạnh công tác nghiệp vụ phối hợp với công an các đơn vị địa phương có đường biên giới giáp với Trung Quốc để xác minh truy vết các đối tượng phạm tội trốn truy nã khỏi địa bàn. Quá trình xác minh nghiệp vụ, phát hiện đối tượng Trần Thị Tuyến, sinh năm 1960, đang được cách ly theo quy định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khi nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 24 tháng 3, có nhiều điểm trùng khớp với đối tượng đang bị truy nã. Theo quyết định số 04 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Ngay trong đêm ngày 6 tháng 4 năm 2021, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, trưởng Công an huyện Tuần Giáo, đã cử tổ công tác đến tiếp cận đối tượng. Sáng ngày 7 tháng 4 năm 2021, khi đối tượng Trần Thị Tuyến vừa được công bố hết thời hạn cách ly tập trung, ngay lập tức, tổ công tác Công an huyện Tuần Giáo đã tiếp cận đối tượng, đồng thời ra lệnh bắt giữ người có quyết định truy nã. Hiện đối tượng Trần Thị Tuyến đã được Công an huyện Tuần Giáo làm thủ tục bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.